Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cái nội dung người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Tôi trở lại vấn đề như thế này. Câu chuyện trở về một vị khách hàng của tôi. Họ trước đây thì gia đình cho một cái quyền sử dụng đất và hai vợ chồng cất nhà. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, cơm không lành canh không ngọt, thì hai vợ chồng đã ly hôn. Thì khi mà ly hôn như vậy thì người vợ đã ly hôn xong quay lại kiện với cái quan hệ tranh chấp là yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn. Tòa án đã thụ lý giải quyết cái vụ kiện các bạn ạ. Khi mà tòa án giải quyết thụ lý vụ kiện thì mới biết được rằng là cái trình tự mà tặng cho của ba mẹ mà cho hai vợ chồng người con này không ổn. Là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong cái vụ kiện vì nguồn gốc đất là của ông bà. Thì ông bà chỉ có ý kiến rằng là hồi đó tôi cho thôi, nhưng mà chưa hoàn tất về mặt giấy tờ. Hồi đó tôi cho, tuy nhiên rằng là toàn bộ quyền sử dụng đất đó không phải là trên đất đó có một cái căn nhà của đứa con này và có nhiều căn nhà của những người con khác nữa. Vậy thì câu hỏi đặt trả lời rằng là nếu trong trường hợp nguyên đơn khởi kiện yêu cầu, tức là cái người vợ sau khi đã ly hôn yêu cầu chia đôi cái mảnh đất đó, người chồng cũng có một cái phản bác, người chồng chỉ có cái bản tự khai mà không có yêu cầu phản tố, những người ba người mẹ của họ cũng chỉ có lời khai rằng là đất không cho, không hẳn là cho hai người con này, và việc gì đến phải đến. Phán quyết của tòa án đã có chia cho 1/2 tài sản cho người vợ, và thế rằng là tất cả những cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong cái vai trò này thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm hai nguồn. Thứ nhất, ba mẹ của, gồm có ba mẹ chồng của nguyên đơn, ba mẹ chồng trước đây, và ba mẹ ruột của bị đơn. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm tất cả anh chị em ở trong nhà. Quan điểm luật sư Thu hướng dẫn cho quý vị và các bạn trong vấn đề này đó là nếu trong trường hợp quý vị và các bạn là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới, ví dụ là cái người mà ở trên cái phần đất này, thì chúng ta sẽ đến tòa và chúng ta đưa ra yêu cầu khởi kiện. Tòa ơi, thực tế cái quyền sử dụng đất này không phải là của anh ruột và chị dâu tôi mà của ba mẹ tôi. Tại thời điểm anh ruột của tôi cho ba mẹ tôi cho cùng lúc với anh ruột và chị dâu tôi cũng tại thời điểm đó, thì ba mẹ tôi cho cái đất này cho tôi cất nhà. Tôi có yêu cầu xin xác định quyền sử dụng đất này là của tôi. Và vì sao? Vì nguồn gốc đất này là của ba mẹ tôi, tặng cho cùng một cái thời điểm với người anh và chị dâu đã ly hôn của anh. Như vậy, theo quy định của pháp luật, còn một cái nữa nha quý vị và các bạn. Người ba, người mẹ nói rằng là đất do bà để lại, và cái việc mà tặng cho con thì nói bằng miệng, còn cái cả một cái văn bản đó thì cũng không có giá trị pháp lý. Vì các bạn biết sao không? Vì tại thời điểm tặng cho giấy tờ, cho tới thời điểm hiện tại thì giấy tờ vẫn đang đứng tên của người bố và người mẹ, cho nên việc tặng cho không bằng văn bản. Thời điểm tặng cho rất là quan trọng. Giá như người bố và người mẹ này đã có một cái động tác kiện phản tố cho rằng là tại thời điểm đó tôi cho con ở chứ không cho con cất nhà chứ không cho con toàn bộ quyền sử dụng đất,
thì cái giá trị pháp lý nó sẽ hoàn toàn khác. Hôm nay thông qua cái video này, tôi muốn cho quý vị và các bạn rằng, nếu quý vị và các bạn cảm thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại thì nên có yêu cầu. Trong trường hợp này gọi là yêu cầu của người và có quyền và nghĩa vụ liên quan. Yêu cầu quyền sử dụng đất này là của tôi, yêu cầu căn nhà trên đất gắn liền với đất là ba mẹ tôi cho tôi. Và như vậy, sau khi mà mình có đơn yêu cầu, dĩ nhiên khi đơn yêu cầu thì chúng ta buộc lòng phải đóng tiền tạm ứng án phí. Và như vậy, cùng một lúc thì người chị dâu khởi kiện, người con dâu khởi kiện, thì chúng ta sẽ có ba mẹ ruột khởi kiện yêu cầu đối với cái phần tranh chấp này. Và cái người anh, người chị em, những cái người mà ở nhà trên đất sẽ khởi kiện, thì tòa án sẽ xem xét toàn bộ nội dung vụ kiện. Quy định của pháp luật, quyền khởi kiện là quyền của tất cả mọi người, nếu trong trường hợp cái quyền đó được mọi người thực hiện một cách đầy đủ, bằng cách thực hiện, bằng cách đóng tiền tạm ứng án phí, đưa ra những cái chứng cứ, những cái tài liệu cho rằng cái yêu cầu của mình là hợp pháp, thì chắc chắn sẽ được tòa án chấp nhận. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video là người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu khởi kiện, tôi muốn nói với quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn đi một phiên tòa và quý vị và các bạn cảm thấy rằng mình là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, và cái việc khởi kiện của nguyên đơn, cái việc nó ảnh hưởng chính tới bản thân mình, nếu trong trường hợp mình không làm cái đơn yêu cầu, đơn khởi kiện, thì cái quyền đó nó bị mất, vì tòa án chỉ xét trên cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn mà thôi, và người có quyền và nghĩa vụ liên quan mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua một cái câu chuyện kể từ thực tiễn, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật cho đến thời điểm hiện tại. Tôi cũng xin nhắc nhở đến quý ông bà, cô bác và anh chị, chúng ta có những cái yêu cầu thì chúng ta hãy thử tư vấn miễn phí trong khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ. Nếu trong trường hợp chúng ta tư vấn cái khung giờ đó và chúng ta cảm thấy rằng độ tin tưởng của luật sư thôi, thì chúng ta sẽ tiếp tục, chứ không có là chúng ta cứ gọi vào những cái khung giờ khác thì thực tế là tôi sẽ không có thể làm được gì cả. Cách thứ hai, nếu quý vị và các bạn muốn tư vấn miễn phí thì quý vị và các bạn hãy cứ mạnh dạn để lại ở phía dưới, tôi sẽ mã hóa ngày tháng giờ giấc thông tin của quý vị và các bạn, đưa trả lời cho quý vị và các bạn bằng một video cụ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi có một số gói hướng dẫn về khởi kiện, hướng dẫn về ly hôn, hướng dẫn về chia tài sản chung và những cái hướng dẫn khác. Nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì hãy inbox cho luật sư, tôi không bán đâu. Tuy nhiên đó là những cái chất mà luật sư có được. Nếu quý vị và các bạn cần luật sư 4.0 online thì tôi sẽ giúp quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.